Rồi, như vậy để thực hiện cái poster của mình thì mình cần chuẩn bị một số cái nội dung. Thứ nhất là cái logo của chúng ta. Rồi, cái logo bên này thì các bạn tùy các bạn muốn để gì cũng được. Và trong đấy toàn là chữ, còn lại là ba nhân vật chính. Như vậy thì các bạn có thể là chúng ta sẽ sử dụng ba hình ảnh của ba nhân vật tùy các bạn đưa vào. Như vậy chúng ta phải tải xuống trước. Đây không phải là người mẫu ha, mà đây là giảng viên của FPT hết. Như vậy là chúng ta chuẩn bị, sau rồi chúng ta chuẩn bị logo. Như vậy thì cái logo này nó có hai dạng. Nếu như các bạn tìm mà logo bình thường, logo của FPT, thì cái logo của chúng ta có thể nó sẽ có cái nền trắng, nền trắng và chữ ở đây. Như vậy khi mà các bạn ghép lên, nếu giả sử bạn ghép chung với nền trắng luôn á thì nó trùng nền thì không sao, nhưng mà giả sử bạn muốn ghép qua những cái nền khác thì mất công bạn phải đi xóa cái nền trắng này đi. Như vậy bạn nên tìm theo cái dạng là thêm chữ vô là BNG, tức là BNG này là những cái hình ảnh thường là người ta đã tách nền rồi, thường thôi nhé. Đấy, như vậy khi các bạn tìm xong, nếu mà trong này nó có cái logo nào mà liên quan đến cái bạn nhìn thấy cái sọc sọc này, cái caro này, thì người ta đã tích nền cho mình và mình lưu lại. Như vậy thì chúng ta mở bài ra và chúng ta sẽ chuẩn bị poster. Chúng ta mở tất cả ra. À, chúng ta sẽ chọn cái ok. Đâu rồi? Ok. Chúng ta sẽ tạo một cái file new với kích thước bằng cái file file này. Hồi nãy như thầy chưa đổi tên cho nên nó hơi hơi khó khó nhìn đúng không? Rồi, ok. Chúng ta sẽ tạo một cái file với kích thước bằng file n ha. Các bạn tạo bằng cái n này luôn để cho nó dễ làm. Và nếu như cần thì các bạn sẽ ở trên chúng ta sẽ có một cái khung hình màu trắng, là nó là nền trắng bình thường của chúng ta là trắng rồi. Thì chúng ta chỉ cần việc là tạo một cái hình nền ở phía dưới màu cam là được. Như vậy các bạn chọn màu cái đã. Chọn màu cam. Được chưa? Nếu cần thì các bạn chọn thêm một màu cam nữa, nhưng mà cho nó đậm hơn tí xíu. Đấy. Như vậy chúng ta có hai màu cam đậm nhạt. Và chúng ta sẽ tạo một cái nền ở phía dưới này để chúng ta tô màu cam. Và bên này thì các bạn nên tạo một cái layer mới. Và chúng ta chọn công cụ là Rectangle ha. Rectangle. Chúng ta kéo từ góc dưới này kéo lên để cho nó sát biên, nó dễ. Như vậy là chúng ta đã chọn xong một cái vùng chọn và chúng ta sẽ tô màu cho cái vùng chọn này. Chúng ta tô màu thì các bạn có thể tô một màu, có thể tô nhiều màu bằng gradient. Hôm trước mình đã học về cái gradient rồi. Và chúng ta chọn là tô hai màu đậm nhạt ở đây. Và chúng ta kéo lên chẳng hạn. Như vậy các bạn thấy là nền của chúng ta nó có hai màu đậm nhạt trên máy chiếu thì các bạn nhìn không có rõ. Ví dụ như cái màu này chúng ta cho nó giảm hơn tí xíu nữa cho nó dễ thấy. Đấy, đậm nhạt rõ ràng. Đấy. Được chưa? Nè, Ctrl Z nè. Đó, đây này nó nhạt hơn nè. Rồi. Và vấn đề là chúng ta sẽ đưa hình của ba nhân vật này vào, còn chữ thì dễ ha, tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng nghề gì đấy. Chữ thì chúng ta chỉ có việc là các bạn chọn test và các bạn click chuột ở trong cái phần của cái bức ảnh thì nó sẽ cho các bạn gõ test vào.
và các bạn có thể chọn kênh giữa, bởi vì đa số hình ảnh của mình là mình kênh giữa về test hết, cho nên là các bạn chọn kênh giữa ở đây, đây kênh giữa nè, rồi chọn kênh giữa ha. Như vậy thì khi mà các bạn gõ test ở đây đó thì cái GDK của bạn cũng giống như bạn gõ Word thôi. Kiểu gõ của bạn là gì? Bỏ dấu theo chữ hay là bỏ dấu theo số? Rồi bảng mã là gì? Bảng mã Unicode. Thì bạn sẽ chọn đúng cái phông chữ Unicode là gì? Arial hoặc là Times New Roman hoặc là Tahoma. Đó là ba cái phông cơ bản mà chúng ta sẽ sử dụng. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn size. Ví dụ size của nó là 48 vừa thôi. À, tư vấn tuyển sinh. Rồi, không gõ được tiếng Việt. Không gõ được tiếng Việt, nó lỗi cái phần Photoshop, mình chỉnh sau. Tư vấn tuyển sinh. Rồi, chữ nó hơi lớn, chúng ta có thể là chọn size nó nhỏ lại. Ok. Màu, chúng ta có thể chọn màu khác. Bởi vì cái này là màu xanh là nó tông xịt tông rồi. Đó, cùng màu sáng hết thì chúng ta chọn qua màu vàng đi. Các bạn thấy nó sẽ nổi hơn. Rồi. Và quan trọng nhất là cái hình ảnh. Các bạn sẽ chọn cái hình ảnh ở đây. Một nhân vật. Và phía bên ngoài hình ảnh thì nó có cái hào quang màu vàng đậm hơn. Đấy. Như vậy thì các bạn sẽ chọn cho thầy chèn cái nhân vật vào. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Như vậy bức ảnh này hơi lớn thì chúng ta Ctrl T để cho nó nhỏ lại. Rồi chúng ta sẽ tạo cho thầy một cái hình tròn để chúng ta lấy cái phần khung này thôi. Đó. Chúng ta sẽ tạo một cái hình tròn bằng cách là chúng ta dùng cái hình Helix Tool này. Các bạn vẽ xuống và các bạn nhớ nhấn Shift nha. Nó kích thước hình tròn của chúng ta là ở đây. Thì nó khi các bạn tạo đó thì các bạn nên tạo là Sharp để cho nó tạo ra một cái layer mới. Còn lúc nãy thầy để là Path thì nó tạo đường dẫn thôi. Nó tạo Sharp. Nó tạo cho mình một cái layer mới, fill mình chọn bằng là không có tô màu. Rồi đường. Ok. Đường mình chọn màu đen. Kích thước là 1 pixel thôi. Rồi ok. Sau khi mình vẽ xong thì nó là layer, nó tạo ra một cái layer. Mình có thể là cho lớn nhỏ. Cái layer này nó độc lập, nó không liên quan gì đến các cái layer khác hết. Mình có thể Ctrl T, mình cho cái layer này nhỏ lại. Đó, Enter. Khi mình thấy hợp lý rồi thì mục đích của cái layer mà Ellipse 1 này nè, chủ yếu là mình để mình lấy cái vùng chọn và mình tạo cái layer mask cho cái layer 2 thôi. Để cho nó che cái layer 2 thôi. Rồi, cái tiếp theo là để lấy được cái vùng chọn này đó thì các bạn nhấn Ctrl và các bạn click chuột vô cái Ellipse 1. Thấy nó tạo vùng chọn ha. Mình có thể tắt cái này đi. Đó. Như vậy các bạn nhìn thấy là mình chỉ thấy vùng chọn thôi. Và chúng ta đang chọn layer 2. Các bạn click chuột vô phần clipping mask. À, ép cái layer mask ở đây. Và chúng ta đang chọn phần nào thì khi chúng ta add layer mask nó giữ phần đó lại, còn xung quanh nó che đi. Đó, hôm trước thầy có nói về layer mask một cách khác tí xíu, là mình tạo layer mask trước rồi mình mới tô màu cho layer mask sau. Còn bây giờ ngược lại, layer mask mình chưa có, mình có vùng chọn rồi mình mới add layer mask. Nói chung cái nguyên tắc của layer mask là gì? Là chỗ nào tô màu đen là che, chỗ nào tô màu trắng là thấy. Nguyên tắc của nó là như thế, còn tạo trước tạo sau gì đó là tùy. Như vậy mình đã có được cái khung hình rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái nền ở phía sau nó màu cam đậm hơn. Thì chúng ta sẽ dùng lại cái ellipse lại. Và chúng ta nhấn Ctrl T
để chúng ta tạo ra một cái vùng lớn hơn. Đó, tạo ra một cái vùng lớn hơn. Hoặc là tốt nhất các bạn nên Ctrl G để nhân đôi cái layer này lên. Cái này là hình nhỏ, cái này là hình lớn. Bởi vì chúng ta còn tận dụng lại nữa. Ctrl T kéo cái hình này lên để cho nó lớn tí xíu. Rồi. Như vậy cái hình nhỏ này chúng ta không cần. Chúng ta lấy cái hình lớn. Hình lớn này mục đích của chúng ta cũng làm cái gì? Chúng ta sẽ tô màu cho cái hình lớn này. Colors mình chọn là màu đậm hơn. Ok, màu colors. Peace. Các bạn thay cái màu của laser đó luôn bằng cách là color overlay, chọn màu đậm hơn. Rồi, màu khác luôn đi. Rồi lấy vùng tròn đi ha, cho nó dễ. Rồi mình sẽ tạo cái layer mới là phía dưới cái layer 2. Và màu của mình, ok, đó, màu của mình nó đậm hơn. Đây, cái layer trên nè. Layer 2 là layer của cái cô giáo. Layer 3 là nó là cái nền ở phía sau. Nếu như bạn muốn, bạn có thể đổi cái nền này thành màu trắng, tức là cho nó sáng hơn á. Đó, sáng hơn. Ok. Đó, ví dụ như vậy. Được chưa? Mình thiết kế cái viền sáng đi. Rồi như vậy là mình đã có được một một người. Bây giờ mình sẽ thiết kế cho người thứ hai. Thiết kế cho người thứ hai. Chúng ta sẽ copy cái layer. Copy cái này. Cái này nó hơi lớn phải không? Cần Ctrl T cho nó nhỏ lại. Rồi, chúng ta sẽ copy qua để có được người thứ hai. Nhấn gì? Nhấn gì để copy? À, Antenna để chúng ta kéo qua. Nhớ là chọn cả hai layer nhé. Nhấn Shift để chọn cả hai layer. Chúng ta kéo qua đây. Một người kéo qua đây. Hai người, như vậy chúng ta đã có được ba nhân vật rồi đó. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chỉ cần thay hình thôi. Thay hình của người giữa nè. Như vậy cái đó là layer 2 copy đúng không? Chúng ta chỉ cần thay cái người này là được. Vậy thì các bạn chỉ cần việc là chọn thầy đi. Ctrl A, Ctrl C. Rồi, hình này. Ctrl V vô đây. Ok. Được chưa? Cái này là layer mới nè. Thực chất là mình sẽ thay cho cái layer này. Đúng không? Đó, thực chất là mình thay cho cái layer này nè. Bây giờ cái layer 4 này mình làm sao? Đây nó lớn, mình cho nó nhỏ lại. Ok, nó khoảng ở chừng này. Mục đích của mình là gì? Lấy cái vùng tròn của cái mặt nạ này nè. Lấy cái vùng tròn này để áp lên cho layer 4 ha. Đó, lấy vùng tròn của mặt nạ này. Coi thử mình có copy được không? Đối với laser mask thì mình không copy, mà mình có bằng cách là nhấn Ctrl lại click chuột vô mặt nạ thì nó tạo vùng tròn cái mặt nạ. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là không cần đến layer 2 copy nữa, tắt.
mà mình click chuột lên layer 4 và mình ép cái layer mask vô đây. Mình tận dụng lại cái mask của cái layer 2 copy. Yên tâm, thầy ghi lại rồi, từ từ về xem. Rồi đến layer 3, layer 2 copy 2, tức là cái cô phía sau. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ cũng copy cái hình này, Ctrl A, Ctrl C. Qua đây chúng ta Ctrl V và cho nhỏ lại, nhỏ lại, được chưa? Rồi sau khi mà chúng ta cho nhỏ rồi thì thực ra chúng ta có cần layer 2 copy 2 không? Không, chúng ta chỉ lấy lại layer mask thôi. Như vậy chúng ta cũng nhấn Ctrl click chuột vô đây, được chưa? Và tắt layer 2 copy 2 đi, không cần. Và chúng ta phải chắc rằng chúng ta đang chọn layer 5 và click chuột chọn layer mask. Ở đây cái khuôn mặt nó hơi xa đúng không? Các bạn click chuột bỏ cái dấu xích đi, chọn đúng cái layer thôi. Mình có thể chọn chỉnh qua Ctrl T cho nó nhỏ lại tí xíu để nhìn rõ cái khung. Đấy, như vậy là mình đã có được ba cái nhân vật và nhiệm vụ của bạn là điền text vô thôi. Rồi cái logo của chúng ta Apple thì các bạn có thể chỉ cần click chuột ở đây kéo thả. Đấy là các bạn đã có được cái logo đưa qua đây. Và người ta đã tách nền rồi, cho nên là các bạn không cần làm gì hết. Và cái nền, cái chỗ chữ này nó sẽ sắc nét nè. Nếu như các bạn tự tách nền á thì nó không đẹp, cho nên nên tìm những cái mà logo thì PNG các bạn đưa cái logo vô, nó sẽ dễ làm cho các bạn hơn. Đúng rồi, trùng nền trắng thì ok, nhưng mà thường trắng thì nó dễ, nhưng mà các cái nền màu á thì rất là khó, cho nên là tùy, được chưa? Rồi như vậy thì phần dưới này các bạn chỉ cần thêm test giống như cái phần tư vấn tuyển sinh nữa, các bạn điều chỉnh font size là các bạn xong được cái poster. Vấn đề là các bạn tạo được cái nền, rồi tạo được cái player mask. Hả? Được chưa?